Rồi, nên mình qua cái đề số 4. Rồi. Câu 1. Bốn máy nha. Cái này là phần này 3 phần 2 nè. 3 phần 2 rồi bên này 1 phần 4. Ngoài 1 phần 6. Rồi cái x này là 5 phần 4 nè. 4 bên ngoài là 6 nữa. Cái x cuối là 1 phần 6. Sáu bảy phần 16 quê đề đúng thì nhân thành lúc cộng ha. Đồ thị nào dưới đây mình có thể lấy mấy cái điểm này ha. Cái này là x bằng 3 y bằng 1 nè. Cái này là x bằng 1 y bằng 0. X bằng 3 y bằng 1. Mình có câu D ha. Nghịch biến cho R. Biến cho R là A phải bé hơn 1 nha. Bé hơn 1 nhưng mà nó phải lớn hơn 0 nha. Mình bỏ mấy cái câu C với câu A nha. Nó trên R. C là x về dương nè. Câu A x về dương luôn. Nó không trên R được. Rồi A bé hơn 1, chọn D thôi. 9 bé hơn 1. Trình. Trình 5 bằng 24. Bằng 51 rồi. A lớn 1. À, áp điểm C đi đúng. A1 là hằng số rồi nó đồng biến. Cái này là A4 1 phần 3. 3 1 phần 2. Sai rồi. 3 bé 1 phần 2 này bé thì trừ căn 3 trừ căn 5 trừ căn 3 lớn hơn trừ căn 5 đúng rồi không? Tức là cái hàm này A nó lớn 1 nên nó đồng biến này A muốn trừ căn 3 này A muốn trừ căn 5 căn 3 lớn hơn trừ căn 3 lớn hơn trừ căn 5 đúng rồi không? Biểu sai sai C sai hai đưa ngoài là cái này là hai log a phát biểu đúng cái này đưa ngoài cái này sai đầu tiên ngoài là hai chứ 3/4 này nó bé hơn 1 nên cái dấu này ngược lại thì sai tiếp. Này cũng sai luôn đúng không a bình một chắc chắn lớn không nên là a bình lớn một nên là nó đồng biến giống như giữ nguyên đồng biến cho nó r tục là a về lớn một nha. Mình bỏ mấy cái hàm này bỏ cái hàm này tại cái hàm này là 2x trừ 3 bị dương nữa lớn 3 phần 2 đây trên r nha bỏ này luôn cái này a bằng 2 bé 1 hai cái hàm này tập xác định là R hết đồng biến thì qua tập nghiệm câu này có thể mình thế số vô cũng được không mọi người. Còn giải tay thì mình làm điều kiện x lớn hơn 0. Log cộng thành log nhân. X nhân x cộng 1. 2 bằng 1 ha. Giải nhanh nha. Bình cộng x trừ 2 bằng 0. 1 bằng trừ 2. Trừ 2 loại ha. 1 nhân. Có thể xế số. Thế 1 với 2 vô công trình nhanh hơn. Câu 11. Chữ nhật. Hiểu sau đây đúng. Các góc ở đấy. À, đi, đi, đi. Cái ông góc đấy biểu thức được SB góc với SD được BD góc SC không được luôn hình chữ nhật không được nha mọi người SD CD D cái hình này mọi người nhớ là CB nè góc SAB
CD có vẽ là D mấy này. Chóp, đáy hình thang, thang vuông. Gấp đôi. AD gấp đôi kìa. SA vuông góc đấy. AD bằng 2A này, AD lớn nhất. Này bằng A hết. Từ từ mình nói cái hình này hình vuông ha. AB vuông góc với SAD. Đúng rồi. BC góc SAB đúng luôn. AD SAB đúng luôn. Ok. Câu D. CD vuông SAD. Sai. ABC đúng. Mặt phẳng B góc với Q, giao tiếp của B và Q, hai phẳng góc với nhau. Vậy B, giao tiếp của nó là A. D nằm trên B. Không, không được ha, nó phải vuông góc với giao tuyến A á. D nằm trên B và D vuông góc với A, D vuông góc với Q. Đây đây. Đó mọi người nhá, cái đường mà nó vuông góc với giao tuyến. Đường thẳng D này nó vuông góc với giao tuyến nha. A thì nó mới vuông góc với mặt phẳng còn lại thôi. D nằm trên P. Và D vuông góc với A thì D vuông góc với Q đúng rồi. Gửi à, 4 gửi 200 triệu ngân hàng, kỳ hạn cố định là 12 tháng, lãi suất 0,65 tháng, gửi 8 tháng bình phải dùng đến 200 triệu trên, rút tiền thì ngân hàng tư vấn nếu rút tiền trước hạn toàn bộ số tiền, anh chỉ gửi lãi suất không kỳ hạn là 0,02%, anh nên thế chấp sổ tiết kiệm đó tại ngân hàng để vay 200 triệu với lãi suất 0,7% năm tháng, ghi sổ anh đến hạn anh hãy rút tiền để trả nợ ngân hàng. Nếu làm tư vấn ngân hàng mình sẽ đỡ thiệt số tiền gần nhất luôn. Làm sau đây gửi cố định 12 tháng, lãi suất là 0,65% một tháng, gửi 8 tháng. Hai trăm triệu à? Câu này để coi nha, này để xíu mình giải rồi, câu này nó hơi dài. Rồi, này tiếp tục, lốc 5 trên tử sẽ là lốc 3A nha, hai mình công thức hai số 5 này giống nhau là lốc 3A. Phối vào đây luôn, phối cái này qua là lốc 32 à? Góc 32 là cái này luôn đi. Một là lốc 33. Lốc 6 về. Này là lốc 3. Lốc 3 6 ha. Lốc 6 về. Rồi tương đương. Là lốc này sẽ là lốc lốc 6A luôn ha. Là lốc 6 của A chia B 2 ra A chia B sẽ bằng 6 của 2 36 sẽ là A bằng 36B. Đồ thị nó đi lên như này là A lớn 1 nha mọi người, B cũng lớn 1 nha, đi xuống này là C sẽ bé 1 nha, đi xuống bên tay phải đó. A với B đều lớn hơn 1 hết, nhưng mà mình sẽ sanh muốn so sánh A với B á, thì mình kẻ cái đường x bằng 1. Đây, đây là đường x bằng 1, ta cắt B ở đây, cắt A ở đây thì chiếu qua đây lại là A nha, rồi thì B ở đây chiếu qua đây là B. Vậy mình nhìn vô đây mình thấy là B lớn A nha, cái số của mình là A bé hơn B nè, C thì bé hơn A, C bé nhất, A nằm giữa. Ok, vô đây.
trình có hai nghiệm. Trình này thì cấp 3. Cấp 3 thì chuyển ra thành góc 32 nha mọi người. Thì 34 trừ 1 biến thành ngoài là trừ, trừ vẫn đây cộng. Này là góc 3. Cái này nhân nhau. 2 nhân 3 x cộng 1. Phải áp dụng cái cơ bản 2 nhân 3 x cộng 1 trừ 1 sẽ bằng 3 x 2. Rồi, nhân phối vô là 6 nhân 3 x trừ 2 3 x bình kéo qua. Để coi như này là phương trình bậc 2 thôi nha. 6t trừ 2 trừ t bình 0. T là 3 x đặt 4 dương. Bấm máy nha. Máy ra t bằng đây đề bắt tính là 27 ha. Rồi thôi để vậy cũng được. T bằng đây là trừ 1 6 2 3 cộng căn 7 3 căn 7 rồi mình đặt là 3 x ra x sẽ bằng là log 3 của 3 cộng căn 7 log 3 3 trừ căn 7 và bắt tính 27 mũ này bấm máy ha. 7 mũ x1 27 mũ x2 bấm luôn được 7 mũ x1 7 mũ x1 là 3 180 vay ngân hàng 400 trong vòng hàng tháng, nếu mỗi tháng ngày vay anh ba trả nợ ngân hàng số tiền cố định là 1 triệu, sau bao nhiêu tháng thì anh ba trả hết nợ ngân hàng? Cái này phải thành lập công thức, nó hơi dài rồi. Cái câu mà dài như này mình chắc mình bỏ qua nha. Tanh gửi hàng máy kép đó, mấy câu mà đơn giản như này nè mình nên ôn nha, đừng ôn mấy câu lãi suất mà quá phức tạp đó, thường là bây giờ người ta ít cho lắm. Ở này gửi 8 năm đúng rồi, thì nhân cho cộng 3,68 686 rồi. Này thì mình đặt t nha, t là log 3 x thì mình có thể suy ra được là x bằng 3 mũ t. Chương trình của mình sẽ là t bình mt cộng 2m trừ 7 bằng 0. Ở đây x1 cộng x2 bằng 81, x1 là 3 mũ t1, x là 3 mũ t1, 2 là 3 mũ t2. Ok, đây là 3 mũ t1 cộng t2, 81 là 3 mũ 4. Thì mình thấy đây là phương trình bậc 2, có nghĩa là t1 t2 thì mình dùng VS được, t1 t2 là trừ V trên A là bằng M, đây là M bằng 4. Cái này thì khá đơn giản ha. Thì trong là A mũ M phần 3, như trong là B mũ N phần 3. Đây là mình đưa về lúc cộng và lúc nhân hết rồi nha. Đây là A mũ phần 3 2 phần 5 2 phần 5 nhân 10 phần 3
V mũ 1 của 5 3. Suy ra này hai này nhân nhau 5 10 phần 3 3 mũ B sẽ là 2 phần 3 này mở mình bằng 10 2 10 với 2 10 trừ 2 bình tính m trừ n đoạn 2 từ 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 m sai 10 phần 3 nhân 2 phần 5 là bằng 4 4 phần 3 nhé còn 4 còn 4 là 2 4 0 rồi trình này này thì cái 2 mũ trừ 1 này mình để vậy bình mình để bên ngoài cho dễ nhìn này đưa về 6 chia 3 nha, đưa về log 2 nha, tức là 6 là 8 là 2 mũ 3, đưa xuống mũ ra ngoài là 3 ở dưới log 4x 1 rồi, cái này đưa dấu trừ ra ngoài mà bình phương thì nó không mất dấu trừ thôi nha, cũng là log 2x bình thôi nè, 6 chia 3 bằng 2 nè, trong này là log 24 log 2x này sẽ là log 2x trừ 2 log 2x này là 2 trừ 2 trừ 3 Casio ra được log 2x em làm t được ha trừ 2 đó 1, 3 2 mũ trừ 1 3 8 1 2 2 lớn hơn cái 2 8 cộng 2 0 đây tập xác định đây R tổng định hàm này là x bình câu này rất là quen thuộc ứng không với bậc x thì bậc hai không bậc x thì a dư a bé không à quen thuộc thấy là tốt một lớn không là một ta phải là b phải bình trừ ac là m bình cái m cái hai kiện nhất nha kiện của mình là phải lớn không góc thì đâu đó lớn không hai trừ góc ba bảy lớn bằng không này giải ra x lớn hơn căn 7 căn 7 cái này là bình 7 căn bằng 3 mũ 2 căn 7 7 7 6 4 cái x rồi vậy lớn căn 7 là căn 7 4 4 bây giờ do cái này luôn luôn lớn bằng không nè cho nên cái này muốn bé bằng không thì mình chỉ cần giải cái 2 mũ 2x trừ 17 mũ nhân 2x trừ 1 không à đây là phương trình bậc 2 nha máy giải bất ha tám một phần hai hai là hai mũ trừ một nha tám hai ba rồi giờ mình giao hai này lại
Nhắn đi nhắn. Chào. 1 cái 2. Lấy tới 3 thôi. Rồi mình lấy từ căn 7. Bé ăn ít. Bé ăn 3. Trừ 1. Ngoài vùng này rồi. Ngoài ra mình chú ý mình còn lấy là x bằng trừ 4, x bằng 4 nha. Tại vì cái chỗ này nè, thì cái này dấu bằng này, tại vì cái này bằng 0 luôn. Cái bằng 0 thì x bằng 4 với trừ 4, nó hay lộn đó nha mọi người. Vậy những số nguyên của mình là x bằng 3 nè. Thì số nguyên 3, căn 7 là 2 x mấy hả? X bằng trừ 4 nè. 3 cái. Qua. Đây, cho anh lập phương. Phương điểm của AB wow. Điểm BC C phẩy D phẩy là P để tính góc giữa AP này mà nào phương ở cả các mặt đều là hình vuông ha. Thì đây mà nó song song AC đây góc này nữa mà nào song song với AC góc giữa MN với lại AP góc giữa MN với lại AC rồi góc giữa AC với AP. Đó là mình nhắm đang góc góc A nha. A này. Rồi, mình gọi cạnh phương là 1 đi. Thì cái này sẽ là căn 2 nha, chắc là căn 2 nha. Cái này 1. Căn 2, cái này 1 căn to. Cạnh CP. C phải bình. P bình. 1 cho 1. Hai cạnh AP AP thì tam giác nào cũng được ha. Cái này cũng được cái này được luôn cái này nó vẫn vuông ở D nha sao tại vì cái đoạn DP nó vuông góc mặt phẳng AD D phải A phải góc với hai đường đó thì mình cũng Pythagore thôi tức là đây một còn hai đây là đường chéo nha căn hai để về bình hai hai chín ba phần hai thôi mình nó có ba cạnh rồi đó cạnh là căn 5 phần 2 là 3 phần 2 ủa rồi mình thấy đúng rồi mình thấy cái cạnh thấy cái đoạn AC bình cho CP bình C bình 2 bình 4 bằng à thấy mình đi Pythagore đảo được thấy ba thấy cái là AP bình bình chín bốn hai thì bình cái cốt tính nha, cốt góc
rút gốc. CAP bằng AP bình AC bình trừ đi CP bình thì 2 AP AC. AP là 3 phần 2 bình 4, C là 2 bình 2 chia cho 2 P 3 phần 2 AC căn 2. Hai trên hai này sẽ ra 45 độ. Wow. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.